Hello những anh em của tôi nhá. Này kiểu chúng ta lại vào chiến cái con hũ này là hũ thần tài đến. Thần tài đến nhá. Thì số 4 thì tôi cũng bèo bọt lắm. Hôm nay cũng 7 củ 8 thôi. Cũng gọi là số 4 giao dưa thôi, không to đâu. Đấy hôm nay chủ yếu lên giao lưu với mấy ông tí. Đấy, xem các kiếm được bao nhiêu. Thì bây giờ tôi sẽ nâng lên khoảng 70 78 củ đi. À, 78k. Rồi ok đã xong rồi nhá. Tôi sẽ giữ vào phần treo máy luôn. Cho nó nhanh và gọn nhá. Tôi cũng là một thằng lười, lười lắm. Ấn từng phát một lười lắm, không không ấy được đâu. À như hôm có ông nào thắc mắc gọi là kiểu như là jackpot của con 68 game bài, hũ 68 game bài sao nó bé đấy, không to như jackpot của 88. Thì nhưng con 68 game bài này thì cái jackpot nó thì bé thật. Nhưng mà cái tiếng ăn binh win rất là to nhá, ăn binh win to lắm. Nó vừa ăn to vừa ăn ăn đều nữa cơ đấy, chứ như mấy ông cứ bảo đổ là jackpot thì các ông đang tính kiểu như là khi mà nổ jackpot thì cái jackpot này sẽ thuộc về các ông hết á, không có đâu nhá. Jackpot này nó mà đã nổ nó sẽ chia, ví dụ như 10 người đang chơi của hũ này, đang quay của hũ này thì nó sẽ chia cho cả 10 tùy theo cái số lượng tiền mà mấy ông cược của mỗi lần với mức cược khác nhau đấy. 100 người sẽ chia 100 chứ không phải là ăn các ông nổ jackpot mà dinh húp một mình của jackpot đấy đâu nhá, không có đâu nhá. Mà trang game nào đấy thôi, kể cả Go 88 jackpot thì to thật nhưng mà binh quay dòng nó nổ binh win rất là ít luôn, chỉ một hai trăm k hay là vài chục nghìn thôi. Nên là để nổ jackpot thì nó sẽ chia đều cho tất cả người chơi chứ không phải riêng mấy ông, nên là đừng có hy vọng con jackpot mấy làm gì cả. Cái quan trọng ở đây là mình hướng đến những cái dòng cược mà mình đang cược này, nổ ở dòng cược to hơn, ăn ngon hơn. Một ăn ăn cho một tấm lại mình nổ được phát nào mình ăn luôn phát đấy, nó đỡ phải chia ai đấy, nó ngon là ngon chứ đấy. Rồi cái quả hũ thần tài đến này thì đằng nào cũng đang treo auto ở đây rồi, bây giờ tôi sẽ làm đá nhẹ về tài xỉu nhé. Oh shit, 124k, ngon. Đá nhẹ về tài xỉu đi, biết đâu lại săn thêm cả quả hũ tài xỉu nữa thì đúng là phê. À, quả cầu này hôm nay gặp cầu tủ rồi. Bây giờ 999 tiếng này bẻ lái sang tài đi. Hai củ mở màn trước thôi nhá. Hai củ trước. Đây như các ông thấy quả hũ tài xỉu này. Nói không ai tin tài xỉu có hũ cơ. Đây có hũ 9 tỷ này. Thì hôm nay tôi săn double kill xem có săn được cả hũ tài xỉu lẫn hũ thần tài đến này không. Thì cái điều kiện để nổ con hũ tài xỉu này nó cũng đơn giản lắm. Ví dụ như mấy ông lật cái ván phiên đấy lên là ba con một là ba con sáu ấy, mà cái mặt người của nó là đuôi năm hoặc đuôi không ấy thì là phá đấy nổ hũ nhá. Ôi mà đánh xỉu nặng toàn một một thế này, à đánh tài chứ nhỉ, nặng toàn một một này vẫn bệt xỉu à. Cậu bịt này có nên bám không đây, bám đi, bám được tay nào hay tay đấy. Thì với cái tỷ lệ gọi là chia hết cho 5 hay 10 à, chia hết cho 5 đuôi không hoặc đuôi 5 ấy. Đấy, thì mấy ông có thể dinh được quả hũ này. Tùy nếu mà ông cược to thì sẽ ăn to, với lại tùy thuộc vào cái lượng người mà vào cửa bên đấy nữa nhá. Ví dụ nổ hũ xỉu mà mặt người tầm 500 người đổ xuống thì mấy ông ăn ít nhất nhá, ít nhất cũng phải x nhân với 3,8 là ít nhất. Còn thậm chí nếu mà nhiều thì cũng phải gọi là nhân với 30 lần cũng có luôn cơ. Hũ rất là to. Có một lần thằng bạn tôi đặt có 300 nghìn thôi mà. Đặt trong 300 nghìn mà hũ 20 mấy tỷ ấy. Ăn phát được 6 củ rưỡi mà, ngon đét. Tôi bám xỉu đi. Tôi ôn in tiếng này và xỉu đi. Xem vận may tôi nào nào. Kết mà tiếng kết. Đấy như pha 665 này là nổ hũ đẹp rồi này. Húp xỉu nhá. Đấy như cái mặt người mà kiểu như là có chữ số 5 với số 0 ở đuôi này này. Đấy là dễ, là mà lật ra ba con xí ngầu là ba con một hay là ba con sáu ấy, nếu mà mặt người là 665 bên xỉu mà lật ra ba con một sẽ là nổ hũ xỉu, còn ba con sáu nếu mà 665, tóm lại cứ có con năm có không ở đuôi cái mặt người ấy, cái lượng người vào tiếng đấy là sẽ là nổ hũ nhá. Đấy nó đơn giản lắm, hũ nổ đơn giản lắm. Rồi ok tiếp tục rồi. Tiếng này 7 ở đâu, con 8 chứ, con 8 tưởng con 7 nữa cơ. 8 này đánh vào đâu ta? 8 này nghi vấn lắm. Cứ đánh tiếp một tiếng xỉu đi. Đi tiếp thêm một tay xỉu nữa đi nhá. Cầu đang bệt xuôi này.
Đi xỉu thì đi cái gì? Xỉu 4 củ đi. Đã đi 2 củ gãy rồi, bây giờ đi 4 củ. Hũ ăn rất là ổn định kìa. Ăn cực kỳ ổn định. Oh shit, lượng tiền đang chênh lệch nhau căng đét luôn. Một bên là 1 tỷ 7, một bên 1 tỷ 4. Ồ, một bên tỷ 7 thắng rồi. Má nó kìa. Một sao không floor mà floor mới chỉ là âm một tí nó đi tay to quá. Theo này là biết kiểu như là bẻ rồi vẫn cố tình theo rất bướng. Rồi không sao, không sao, bình tĩnh lại nha. Cố giữ được cái hơi thở thật là nhịp nhàng. Đấy. Mấy ông mà kiểu cay lên là mấy ông khát lên là toang ngay đấy. Cần phải bắt những cái tiếng cầu thật là chuẩn xác thì may ra. Tiếng này tôi sẽ vào xỉu tiếp, tôi kết xỉu tiếng này là tôi phải vào xỉu ngay. Nhưng mà đợi chờ con hũ này nó quay xong còn được bao nhiêu đã xong tôi all in phát xỉu này. Kết xỉu. Bởi vì cầu mới bet xỉu xong rất có khi khả năng là nó rơi về kiểu 22 cầu 22 dạng cầu 22 đấy. Đấy, à đâu 1212 chứ nhỉ? Dạng cầu 1212 ấy là một tài hai xỉu ấy, đấy, cái dạng cầu đấy tôi thấy nó hay rơi lắm. Ồn in tiếng này luôn. Gì vậy? Không được kìa trời. Ôi tiếng này ăn chắc chắn ăn xỉu rồi. Ô may thế. Rơi lại con tài 12. Rồi 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 tới câu chuyện luôn rồi. May mắn quá. Ô ông nào dồn tiền vào mặt xỉu tiếng này mà 2 tỷ này trời ơi. May nhá, tiếng này không đặt cược được nhá, không là cũng hỏng hình đấy. Xem xét lại tiếng kép 12 à. À, kép 12 đánh cái gì được trời. Kép 2 đánh kép xỉu thôi chứ mấy. Cầu 12 rồi, 12 12. All in 3 tay là về bờ ngay mà. Ok. Vớ vẩn dinh nó có hũ nữa thì đúng rồi. Chấm dứt luôn thật. Cái chuỗi ngày nghèo khổ ngay. Húp to ngay. Đâm ra vốn bé như này nhiều ông vào cứ có cái suy luận như là kiểu như là vốn bé vào là phải all in tay luôn, nóng máy lên là all in luôn tay đầu tiên đấy. Nhưng mà tay đầu tiên không thể biết chừng được là tay đấy nó có ăn hay tay đấy nó mất, vì tay đầu tiên nó khó đoán. Rồi tôi nặn tiếng này đã nào, tay tiên rất khó đoán luôn. 1 2 húp chịu là 1 2 3 luôn chứ, đã bảo mà cầu 1 2 1 2 rồi. In là 3 tay rồi, nếu mà ăn hũ nó thì đúng rồi. Úi giời, không còn gì để bàn. Nhá thì với cái lối chơi của những cái ông mà thích all in là cũng được, nhưng mà với thì nó đòi hỏi một cái kỹ năng khá là cao, không phải cứ all in là được ăn đâu. Nhưng mà mấy ông kiểu như là đánh 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 cái kiểu mà phải bắt cầu chuẩn một tí, chuẩn chỉ một tí thì may ra. Đấy còn những ông nào bắt ẩu ẩu là thôi 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 dẹp luôn. Thế nó đòi hỏi kỹ năng cao lắm, không phải là lúc nào mấy ông cũng có thể gọi là all in là ăn luôn nhá. Khéo 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 một tí. Đấy, đánh khéo khéo một tí. Đây còn 6, 6 bé tí này. À, 6 nào đánh tiếp một xỉu không ta? À cái này được cái gì này? 10 lượt coi miễn phí bà con ạ. Đánh tiếp ôn và xỉu đây. Bình win luôn chứ còn gì nữa, tôi bảo bình win to mà. Cược có 78k rồi, bình win là 400 kìa. Ôi dù thế, dù thế trời ơi. Mấy ông thấy sao trong cái tình huống như này? Đấy. Vốn bé mà vẫn có thể húp nhá. Như nãy tôi nói đúng không? Con 68 hũ, 68 game bài này nó khác hũ của con Go 88 ở chỗ là jackpot nó ti bé thì bé thật. Nhưng mà nó ăn big win rất là to. Đấy, big win phát 400 mà trong khi tôi cược có 78k thôi. Nhưng con Go 88 thì những cái tay big win nổ ở dòng như này thì nó không được như này đâu. Nó chỉ nổ đâu đó vài củ à, vài chục nghìn thôi. Nhưng mà mấy ông cược bé như này nhá. Nổ vài chục nghìn thôi chứ nó không nổ to được như này. Đấy. Được cái này là mất cái kia thôi mà. Húp tiếp 300. Xem tổng cộng tôi thu được bao nhiêu nhá. Ở 10 là có miễn phí này nhá. Ô một củ này. Ô x2 vốn luôn. Nghỉ luôn. Ở 14 củ rồi. Nghỉ rồi, nghỉ rồi. À mà chắc bây giờ nhá. Mấy ông có thể là có cái hình thức rút tiền qua tiền điện tử được đấy. Như là hình thức BTC là hình thức gì nhỉ? Đồng BTC là đồng Bitcoin đấy. Tất cả cái đồng nào liên quan đến tiền điện tử là mấy ông đều có thể rút được ở 68 cái bài hết. Đấy cái hình thức rút tiền như thế mới hay này.
tỷ lệ cũng vẫn là 1-1 như kiểu mấy ông rút qua ngân hàng thôi, không phải lo nhá, không phải lo lắng về vấn đề liệu rút tiền qua hình thức như vậy có bị mất phí không. Không có đâu, không mất phí đâu, thoải mái luôn, nhanh gọn như kiểu rút ngân hàng luôn nhá. Đấy, một hình thức mới, nếu mấy ông muốn áp dụng cái mới thì mấy ông có thể chọn qua hình thức rút tiền điện tử được. Còn tôi là bây giờ tôi đôn kèo đấy, tôi lãi 2 vốn rồi, tôi nghỉ luôn đấy. Bye bye các ông nhá, hẹn gặp lại các ông trong video tiếp theo của tôi. Bye bye.